À, lứa tuổi dậy thì con cần sự thấu hiểu và tinh tế của cha mẹ. Vậy tính cách ở tuổi dậy thì có điều gì đặc biệt? Và có những đặc điểm gì? Để trở thành một người trưởng thành, một người lớn như chúng ta, thì ai cũng đã phải trải qua một giai đoạn gọi là tuổi dậy thì. Người ta gọi đây là giai đoạn của tuổi ẩm ương, bởi vì chúng lửa người lớn, một lửa vẫn còn trẻ con. Sự thay đổi lớn về mặt tâm lý khiến cho đứa trẻ ở lứa tuổi này rất khó đoán, khó lắm bắt. Nếu như cha mẹ không đủ tinh tế thì chúng ta rất khó kết nối với con, rất khó để dạy con. Theo quan điểm từ xưa thì vẫn là lữ thập tam lam thập lục, có nghĩa là con gái thì 13, con trai thì 16 là bước vào lứa tuổi dậy thì. Tuy nhiên là hiện tại do có nhiều yếu tố ảnh hưởng, trẻ thường có xu hướng dậy thì sớm. Sự thay đổi về cơ thể, về tính cách của trẻ sẽ có sự khác biệt khá rõ ràng. Chẳng hạn như con phát triển nhanh về chiều cao, nữ thì bắt đầu có kinh nguyệt, ngực phát triển, còn con trai thì mọc râu rồi giọng nói thay đổi. Sự thay đổi về cơ thể chính là một yếu tố quan trọng tác động đến việc thay đổi tính cách của con. Chính phụ huynh cũng thấy rằng là việc dạy con ở lứa tuổi dậy thì là một cuộc chiến căng thẳng với chính mình, bởi nó không hề dễ dàng. Vậy tính cách của lứa tuổi dậy thì có gì đặc biệt? Thứ nhất là trẻ trở nên dễ xấu hổ. Khi mà trẻ ý thức được về sự thay đổi của cơ thể khiến cho trẻ bắt đầu ý thức về bản thân, về cá nhân hơn. Con sinh ra dễ xấu hổ, đặc biệt là các bé gái. Chẳng hạn như là việc con không thích người cha vào phòng của mình, con hạn chế để nói chuyện với cha, rồi con bắt đầu biết e dè, biết xấu hổ khi nói chuyện với người khác phái. Một đặc điểm tính cách của tuổi dậy thì là chúng rất thích người khác coi mình là người lớn. Bởi thế nên khi mà cha mẹ không khéo léo sẽ rất khó dạy con, rất khó để nói chuyện với con, bởi vì chúng thích được làm theo ý mình, vì cho rằng mình đã trở thành người trưởng thành, thích tự làm tất cả mọi thứ một mình mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ. Do có cái nhìn nhận con cảm thấy rằng là mình đã là người lớn, cho nên con không thích người khác, đặc biệt là cha mẹ của mình, coi mình là trẻ con. Khi mà cha mẹ có lời nói, có những hành vi mang tính chất coi nhẹ con, thì đứa trẻ rất dễ nảy sinh ra cái lòng tự ái cá nhân. Và khi đứa trẻ cảm thấy tự ái, thì con lại nảy sinh ra cái sự thù hằn, con bốc đồng, thậm chí là con bị kích động để có những hành vi thiếu phù hợp, đặc biệt là ở đứa bé Lam. Ở tuổi dậy thì các con bắt đầu quan tâm tới hình thức bên ngoài, con quan tâm và trau chuốt tới vẻ bề ngoài của mình. Chẳng hạn như ở bé gái thì các con bắt đầu biết chăm sóc da, rồi các con thích để tóc dài, rồi thì bắt đầu thích trang điểm, thích dùng son môi để trông xinh xắn và rạng rỡ hơn. Và ở các bé trai thì các con cũng bắt đầu chú ý đến tóc tai, rồi bắt đầu ngại cái mùi cơ thể của mình khi mà có bạn gái đứng gần. Một trong những lý do khiến cho việc dạy dỗ trẻ ở lứa tuổi dậy thì trở nên khó khăn chính là do ở cái giai đoạn này trẻ không thích gần gũi với cha mẹ. Khi ở nhà thì trẻ có xu hướng thích ở một mình, khi ra ngoài thì không sao, nhưng cứ khi hễ trở về nhà là con lại thích vào phòng để làm những việc riêng tư của con, chứ con không thích trò chuyện cùng cha mẹ như trước đây nữa. Mà không phải là chỉ việc con không thích trò chuyện với cha mẹ, đứa trẻ còn sẽ có xu hướng cãi lại lời cha mẹ để khẳng định, con khẳng định cái ý kiến của mình, khẳng định chính kiến của mình. Thậm chí là nếu như một đứa trẻ chơi với nhóm bạn xấu ở giai đoạn này thì con cũng sẽ có xu hướng quậy phá hoặc là có những cái hành vi giống nhóm bạn của mình. Nếu như không may trong nhóm bạn đó có những đứa trẻ bỏ học, có những đứa trẻ ham chơi, thậm chí là quậy phá đánh nhau, thì con cũng sẽ có xu hướng học hỏi đám bạn. Đây cũng là lý do khiến cho đứa trẻ ở lứa tuổi dậy thì cần được sự quan tâm đúng cách và sự dạy dỗ giáo dục của cha mẹ đúng phương pháp, ở đó có sự thấu hiểu và đồng cảm với con, để tránh cho việc con có những cái hành vi sai lệch dẫn đến việc lầm đường lạc lối cho tương lai của con. Trẻ con ở thời hiện đại thì có xu hướng lớn rất nhanh, đặc biệt là nhờ có sự phát triển của máy tính, của điện tử, điện thoại và mạng internet toàn cầu, cho nên là đứa trẻ ở tuổi dậy thì thường có xu hướng tìm hiểu về giới tính và các vấn đề người lớn từ rất sớm. Nếu như cha mẹ thiếu đi cái sự quan sát và đặc biệt là thấu hiểu con,
chúng ta lồng ghép về việc giáo dục giới tính đúng cách cho con, thì rất có thể đứa trẻ sẽ có những suy nghĩ sai lệch, thiếu đúng đắn và gây ra cái sự tổn thương cho bản thân. Để có thể dạy con bước qua lứa tuổi dậy thì một cách thành công, thì cha mẹ bắt buộc phải hiểu về những đặc tính và những cái tính cách đặc trưng của con để có thể dễ dàng nắm bắt, thì chúng ta mới có thể hiểu, mới có thể kết nối được với con. Tất nhiên là sự thay đổi của mỗi đứa trẻ sẽ có khác nhau, nó phụ thuộc vào hoàn cảnh, vào môi trường sống, vào văn hóa gia đình, vào tính cách của cha mẹ. Tuy nhiên hầu như khi trẻ bước vào độ tuổi dậy thì ở con sẽ có những sự thay đổi, có sự thay đổi lớn về mặt tâm lý, cho nên là cha mẹ cần thận trọng trong việc giáo dục con ở lứa tuổi dậy thì. Đầu tiên thì cha mẹ cần phải có sự tinh tế. Mặc dù là ai trong chúng ta cũng đã từng bước qua giai đoạn lứa tuổi dậy thì, thế nhưng với cái cuộc sống xô bồ, nhiều khi chúng ta bỏ qua, chúng ta nghĩ rằng mình đã đi qua lứa tuổi dậy thì một cách đơn giản và thành công. Nhưng ở mỗi giai đoạn, mỗi thời đại thì có sẽ có những sự khác nhau. Ở thời đại chúng ta thì cha mẹ lo cho con cái có cái ăn cái mặc, cho con được đi học đã là tất cả những yêu cầu của con cái đối với cha mẹ. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì đứa trẻ đã có những cái điều đó, nó là mặc nhiên, và trách nhiệm của người làm cha mẹ chúng ta cũng coi đó là cái điều hiển nhiên. Vậy thì đứa trẻ sẽ có rất nhiều nhu cầu, đi theo cái sự phát triển của xã hội thì cái nhu cầu tâm sinh lý của con sẽ có sự thay đổi khác hẳn so với thời đại của cha mẹ chúng. Hơn nữa với việc mà người cha mẹ chúng ta đây, hiện tại đây, đã vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể nuôi dạy con của mình, cho nên là cái sự mạnh mẽ vốn có của người làm cha mẹ, những lời nói có thể là vô tình của người làm cha mẹ dễ làm tổn thương con, sẽ làm đứa trẻ cảm thấy mình rất là kém cỏi. Nhiều đứa trẻ còn coi rằng mình là gánh nặng của cha mẹ, cho nên là ở mỗi thời điểm sẽ có những khó khăn khác nhau. Chúng ta đừng nghĩ rằng con của mình đang ở giai đoạn xã hội phát triển, có điều kiện sống tốt hơn là đứa trẻ sẽ không gặp khó khăn. Chúng ta có thể chia sẻ nhẹ nhàng với con về tuổi thơ của mình, thay vào việc mà cha mẹ dùng điều đó để tạo áp lực cho con. Thái độ lạc quan, yêu thương con của cha mẹ khi dạy con ở lứa tuổi dậy thì sẽ dễ dàng hơn. Nếu chúng ta chỉ than vãn, chỉ so sánh cuộc sống hiện tại của con với những khó khăn của mình, và khi mà đứa trẻ của chúng ta gặp bất cứ một vấn đề là ngoài cái tầm kiểm soát của con, có thể đối với con đó là một khó khăn, thì cha mẹ lên cùng con tìm ra những cái hướng để giải quyết, thay vì việc chúng ta mặc kệ con. Chúng ta nghĩ rằng đó là những điều đơn giản, nhưng đối với đứa trẻ của chúng ta, với đứa trẻ hiện tại, con chưa đủ sự tự tin để giải quyết vấn đề của mình, thì cha mẹ có thể cùng con hoặc là hỗ trợ con. Như vậy là trẻ sẽ có được động lực, con được có niềm tin vào cha mẹ, con sẽ dễ dàng đối diện và vượt qua những khó khăn hơn. Mặc dù ở lứa tuổi này trẻ không thích trò chuyện với cha mẹ nhiều, nhưng cha mẹ cũng không nên lúc nào cũng đòi hỏi con phải trò chuyện, phải chia sẻ với mình, phải kể ra với cha mẹ tất cả mọi thứ xung quanh con. Đặc biệt là với những đứa trẻ có tính hướng nội, con ít chia sẻ và đang có xu hướng tách biệt với cha mẹ, thì cha mẹ cần phải kiên nhẫn để tạo ra những cơ hội được trò chuyện cùng con. Hãy kết nối với con từ từ bằng sự chân thành, quan tâm của cha mẹ với quan điểm của những người bạn, hoặc là quan điểm của một người cha mẹ muốn đồng hành cùng con, là những người cha mẹ chủ động để tương tác với con. Thực tế thì muốn dạy con ở lứa tuổi dậy thì hiệu quả, thì cha mẹ nên đặt vị thế của bản thân như một người bạn với con. Chúng ta không nhất thiết phải trò chuyện với con hàng ngày, mà hoàn toàn có thể nhắn tin, chia sẻ nếu như quá bận rộn. Đôi khi chỉ cần một tin nhắn, con đã ăn cơm chưa, hoặc là chúc con ngủ ngon, thì cũng đủ để khiến cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên thân mật hơn rất nhiều. Do nhu cầu trẻ cần thể hiện bản thân mình, cho rằng mình là người lớn ở giai đoạn này của trẻ rất lớn, cho nên là có rất nhiều việc, có nhiều vấn đề cha mẹ có thể hỏi ý kiến của con, có chúng ta có thể tham khảo ý kiến của con. Thứ nhất là qua đó chúng ta thấu hiểu được rằng con của mình có những cái suy nghĩ gì ở bên trong. Xuất phát từ những cái suy nghĩ của con, chúng ta cũng thấu hiểu được cái tính cách cũng như là sự hiểu biết của con. Đồng thời thì điều này cũng khiến cho trẻ cảm nhận được con được cha mẹ tôn trọng, cha mẹ tin tưởng, và rồi qua cách tiếp thu của cha mẹ với ý kiến của con thì giúp đứa trẻ cũng thêm tin tưởng vào bản thân. Con thấu hiểu được là điều gì mình nên làm, và với cách giải quyết đúng mức của cha mẹ sẽ khiến cho đứa trẻ dễ dàng chia sẻ với cha mẹ, vì con thấy rằng mình được cha mẹ ủng hộ, cha mẹ tin tưởng. Thông qua việc này thì đứa trẻ cũng sẽ hiểu được cái giới hạn của bản thân, con sẽ hiểu được điều gì mình không nên nói, mình không nên làm. Đây là một giai đoạn mà cha mẹ đồng hành cùng con sẽ giúp con rất nhiều để trưởng thành, cũng như việc định hình nhân cách của con. Dạy con ở lứa tuổi dậy thì cha mẹ nên nhìn vào tổng thể, thay vì việc chúng ta nhìn vào tiểu tiết, chúng ta chỉ nhìn vào kết quả để rồi trách mắng con.
Bởi vì chúng ta đều hiểu được rằng là để có một cái kết quả nào đó thì con cũng sẽ trải qua một quá trình. Và trong cái quá trình mà con làm việc thì cha mẹ luôn nhìn vào những điều mà con đã nỗ lực, con đã cố gắng. Bởi vì rất nhiều khi trong cái sự nỗ lực, cố gắng của con thì con vẫn làm ra những cái điểm sai, có thể dẫn đến cái kết quả không tốt. Nhưng tâm lý của lứa tuổi dậy thì vô cùng nhạy cảm. Việc cha mẹ chỉ nhìn vào những thứ tiểu tiết, nhìn vào kết quả của con để làm bằng thì sẽ khiến cho đứa trẻ tổn thương. Và khi điều này xảy ra nhiều lần thì đứa trẻ sẽ có xu hướng giấu giếm những gì không tốt, những sai lầm của bản thân để không bị cha mẹ làm ăn nữa. Và như vậy thì những bí mật giữa cha mẹ và con cái sẽ ngày càng nhiều và vô hình thì đã tạo ra khoảng cách cho cả hai. Vì thế cha mẹ hãy nhìn nhận vào những cái điều tích cực của con. Sau mỗi một kết quả xảy ra, cha mẹ có thể phân tích cho con hiểu được những giá trị hướng đến. Những giá trị hướng đến cốt lõi để làm cho con tốt hơn. Và đồng thời đi cùng với những giá trị hướng đến sẽ có những giá trị lé tránh. Nhưng lé tránh là cái gì? Trẻ chưa hiểu. Và lúc này thì cha mẹ là những người phân tích để con hiểu. Và khi đứa trẻ hiểu được những cái điều mong muốn và điều và những điều cần né tránh của mình thì con mới biết cách để thay đổi, để sửa chữa trước cái sự giúp đỡ của cha mẹ. Chứ con không thể dễ dàng thay đổi trước sự la mắng chỉ trích của cha mẹ được. Cho nên tại sao nói rằng là dạy con ở lứa tuổi dậy thì cha mẹ cần phải có sự khéo léo, sự tinh tế để trước khi phàn nàn bất cứ một điều gì chúng ta cần xem xét rõ từng vấn đề, sau đó mới đưa ra ý kiến và có quyết định điều gì nên nói, điều gì chúng ta cần bỏ qua cho con. Mặc dù dạy dỗ con cái việc mà cha mẹ cần phải la mắng con là điều không thể tránh khỏi, nhưng chắc chắn rằng là việc chúng ta la mắng con nếu như không hợp tình hợp lý, có nghĩa là không đúng lúc, nếu như một đứa trẻ đang suy sụp tinh thần, thậm chí là con đang phản kháng lại cha mẹ mà chúng ta cứ dùng sự la mắng, thậm chí là đánh đập con, thì lúc này tất cả những cái sự la mắng đó, cái sự dạy dỗ, dạy bảo yêu thương mà cha mẹ cho rằng là mình đang yêu thương con đó sẽ phản tác dụng. Trẻ ở lứa tuổi dậy thì cha mẹ cần phải thực sự kiểm soát ngôn từ và tông giọng của mình khi phàn nàn hoặc khiển trách con. Chúng ta tuyệt đối không nên dùng những từ mang tính chất xúc phạm hoặc là hạ thấp giá trị của bản thân con. Nhiều khi cha mẹ chỉ cần nghiêm giọng, chúng ta nghiêm túc và nói đúng trọng tâm của một vấn đề đã khiến cho đứa trẻ thấu hiểu, cũng như việc lẻ sợ cha mẹ của mình, con sẽ dễ dàng tiếp thu ý kiến của cha mẹ mà không hề làm ảnh hưởng tới lòng tự trọng của con. Một điều khác mà cha mẹ cần phải cực kỳ chú ý khi dạy con ở lứa tuổi dậy thì là việc chúng ta la mắng con trước mặt người khác và đặc biệt là trước bạn bè của con. Chúng ta có thể nhắc nhở, chúng ta có thể giải quyết vấn đề cùng con, thảo luận cùng con, nhưng hãy ở một không gian riêng tư, ở đó trẻ sẽ dễ dàng ghi nhớ lời nói của cha mẹ. Chỉ ở một điều đơn giản này nhưng mà nhiều khi đứa trẻ thấu hiểu và biết ơn cha mẹ rất nhiều. Và cuối cùng thì cha mẹ cần phải chấp nhận rằng không có một đứa trẻ nào là hoàn hảo, cho nên là con của mình cũng không hoàn hảo. Tất nhiên là ai cũng muốn con của mình thông minh tài giỏi, có thể làm được nhiều việc có ích, có thể là con được nhiều người ngưỡng mộ. Việc mà cha mẹ chúng ta dạy con ở lứa tuổi dậy thì chúng ta la mắng con, chúng ta ép con học cũng chỉ nhằm mong muốn rằng con trở thành một người có thành công trong tương lai, con ít mắc phải những cái sai lầm lớn. Tuy nhiên thì chúng ta cần chấp nhận rằng mỗi đứa trẻ sẽ có những cái năng lực khác nhau. Chỉ cần chúng ta nhìn vào những cái ưu điểm của con, những điểm mạnh của con, vậy là con đã có những cái cơ hội để phát triển mạnh mẽ trong tương lai của mình. Và nếu như bản thân con không có hứng thú với một việc nào đó thì cha mẹ cũng không thể ép con. Sự thấu hiểu và chấp nhận chính là nền tảng để giúp cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ngày càng trở nên gắn bó. Các bạn nhớ ấn follow kênh, bấm vào nút của chuông để nhận được những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.